Kính chào quý khán giả đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Cả nhà khi nghe chuyện nó thấy hay, hãy like, comment cảm xúc cũng như để đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, Bảo xin gửi đến các bạn câu chuyện của cô Ba Thiệp. Thì cô Ba Thiệp năm nay đã 59 tuổi rồi. Và cô có kể một câu chuyện khi mà cô chỉ mới khoảng là 19 tuổi thôi, tức là khoảng 40 năm trước nha các bạn. Thời điểm đó thì cô Ba Thiệp là thứ ba. Trong gia đình cô thì tổng cộng có 4 người. Gồm có cô Ba Thiệp và chú Hai. Chú Hai là anh ruột của cô Ba Thiệp, khi đó đã được 23 tuổi rồi. Còn ông bà thứ tư, cho nên là cha mẹ của cô Ba Thiệp bác thứ tư, Bảo sẽ gọi là ông bà Tư. Thì cái thời đó sống á, ông bà Tư sống ở một cái làng xóm. Xóm làng của ông bà Tư á thì nó hơi vắng các bạn. Và đặc biệt từ cái nhà của cô Ba Thiệp đi qua bên phía tay trái của cái đường á, thì đi độ khoảng được là 100 thước đó, thì chỗ đó có một cái đoạn. Cái đoạn này thì chung quy cỡ chừng là 60 thước thôi, mà là một cái vườn. Hồi trước là cái vườn của người ta mà người ta trồng ở trước nhà các bạn. Nhưng mà do là cái gia đình đó không biết làm sao mà dọn đi nơi khác sinh sống, cái phần đất đó vẫn giữ, không có bán cho ai hết. Có một cái là không ai chăm sóc vườn tược, cho nên là cái vườn này bây giờ nó âm u lắm. Rồi cây cỏ mà trồng vườn ở trong đó đó, cây trái từ từ nó chết. Nó còn khoảng chừng dài 3 cây ổi à. Nhưng mà đặc biệt nhất á, nó có một cây vú sữa. Cây vú sữa này nó nằm ở gần mấy đường, nó chỉ cách mấy đường khoảng chừng là 10 thước thôi. Và cây vú sữa có cái thâm niên lâu lắm rồi. Trước khi mà cái gia đình đó trồng vườn cây trái này cây trái nọ, thì cây vú sữa nó đã tồn tại và nó đã lớn rồi. Cho nên là tới thời gian hiện tại nè, gia đình của ông bà Tư với lại chú Hai và cô Ba Thiệp á, thì ở đây cũng hơn cái chục năm rồi. Thì theo lời của ông bà Tư nói, thì cái lúc mà ông bà Tư về đây á, là cây vú sữa đó nó đã cũng đã lớn mà gần nửa ôm tay người lớn rồi, mà sau 10 năm á thì bây giờ nó rất là bự, kêu bằng cây nhánh đồ nó ra ha, trái đồ cũng xum xuê hết trơn á. Mà đặc biệt một điều là không ai dám leo lên cây vú sữa đó để mà hái trái. Thậm chí bà con của cái người chủ đất cũng không dám leo lên hái trái luôn. Tới cái mùa nó chín á, cây vú sữa mà không ai hái các bạn, cây nó cao nó bự nữa, thì nó ra trái quá trời quá đất luôn, nó rụng xuống. Mưa giông gió rồi nó chín quá thì nó rụng xuống hư, thì bà con ở đây á, người ta mới đi vô. Người ta sợ nó có cái mùi ôi thối đó, cái người ta mới vô, người ta dọn dẹp xung quanh ở dưới cái gốc, người ta đem đổ xuống sông. Rất là đáng tiếc luôn. Nhưng mà hễ hỏi một ai là tại sao mà cây vú sữa chín như vậy mà bà con thân thuộc của cái người chủ đất không chịu đi vô hái vú sữa xuống mà bán hay hoặc là ăn, tại sao lại bỏ như vậy? Thì câu trả lời nó nằm ở cái chuyện tâm linh. Và đặc biệt là không ai dám nhắc tới, và từ từ thì cây vú sữa này thành thói quen. Tới cái mùa mà nó đơm bông kết trái này nọ, nó ra trái chín, nó dụng kệ gì đó, nó dụng gì nó dụng. Quá lắm là chỉ có những cái đứa con nít hoặc là những cái người mà ở cái xóm khác á, họ qua họ đi ngang họ thấy nó rụng á, nhầm trái nó rụng nó lăn ra ở gần mấy đường á, thì người ta thọt cái tay người ta lấy người ta ăn thôi. Chứ kêu mà đi vô ở dưới gốc cây vú sữa lụm hay là leo lên cây vú sữa là không ai dám chừng á, mà hỏi là không người nào nói với người nào. Nó lạ vậy đó các bạn. Thì lúc đó đó có một lần bà Tư bà ở trong nhà, thì ông Tư đi công chuyện rồi. Cái bà Tư ở nhà với chú Hai với cô Ba. Thì ba mẹ con đang ngồi chơi với nhau, nói chuyện một hai tiếng xong xuôi đâu đó rồi đó, thì cô Ba cổ mới vô, cổ lấy mấy cái áo mà nó bị vách đó, bị rách đó các bạn, đó là đem ra. Đem ra là khâu vá như vậy. Cái chú Hai thì bữa đó là ban ngày ông làm mệt quá đi, ban đêm ông ngủ sớm. Cô Ba đang ngồi trong nhà thì bà Tư mới bước ra ngoài sân, cái kiểu như người hơi lớn tuổi mà ở trong nhà nhầm khi nó nực nó bức bối, bà mới đi ra. Bà đi ra ngoài sân, bà đứng thì bà dòm lên bà dòm xuống. Và các bạn nên nhớ rằng ở chỗ này nó vắng, nó vắng lắm. Mà quẹo phải á thì cách cũng cỡ là 60 thước con cả nhà. Một á
là bà Tư sẽ đi qua bên đó để mà chơi nói chuyện với lại cái nhà bên đó ở bên phía tay phải. Còn bên tay trái thì cách độ 60 thước, xin lỗi các bạn, là cách không 100 thước, thì có cái đoạn 60 thước của cây vú sữa đó, nó vắng cực kỳ luôn. Nó vắng không có người nào qua lại ban đêm hết. Mà lỡ có ai đi qua lại là phải đi thành nhóm. Thì khỏi nói cũng biết, mặc dù là bà con người ta ngại, thì người ta ngại miệng, người ta không dám nhắc tới cây vú sữa đó có ma hay là có quỷ gì, người ta không có dám nhắc. Nhưng mà trong lòng của bà con ở đó, người ta mới nghĩ rằng á, làm gì thì làm, đi ngang chỗ đó là phải đi đông, một mình đừng nên đi ra ngoài đó. Thì bà Tư bà sống ở đây cũng lâu rồi, cho nên bà biết mấy cái chuyện đó. Bà đi ra tới gần ngoài sân thì bà đứng bà dòm qua bên phải thôi, bà cũng làm biếng, bà không muốn đi qua cái nhà hàng xóm ở phía tay phải. Rồi bà mới nhìn qua phía tay trái, mà tay trái thì cách 100 thước là tới cái đoạn đó là 60 thước nữa, có nghĩa là cách 160 thước vẫn không có cái nhà nào ở phía tay trái. Đã đi ở bên đây đi có 60 thước còn làm biếng thì ai lại lội 160 thước để mà tìm nhà nói chuyện chơi, không có. Mà không hiểu là sao á, tự dưng bữa đó bà Sáu, xin lỗi các bạn, bà Tư bà bị khiến. Bà bị khiến giống như là tự nhiên trong đầu muốn là đi là phải đi ngang cái chỗ 100 thước này tới cái chỗ mà cây vú sữa. Đi qua 60 thước thì đi thêm khoảng vài chục thước nữa thì mới có cái nhà. Mà trong khi đi cái nhà 60 thước thì làm biếng, mà cái nhà 160 thước, 180 thước á thì lại muốn đi. Nó lạ kỳ vậy đó. Mặc dù là trước đó bà Tư không hề có ý định muốn đi tới cái vị trí chỗ cây vú sữa này, mà tự dưng cái lúc đó cái trong lòng khiến sao á mà bà đi. Mà bà đi bà không cầm theo cái đèn cái đuốc nào cả. Bà đi một đoạn rồi, cũng cỡ là 80 thước rồi, còn còn 20 thước nữa tới cái đoạn vú sữa. Cái bà mới giật mình, bà nói ủa sao mình đi ra đây làm chi, trời ơi ban đêm hôm đi ra đây làm gì. Thì bà mới định là quay mặt bước trở về nhà, quay mặt bước trở về nhà. Mới vừa quay mặt xong thì bà lại nghe cái tiếng rên, và cái tiếng rên này á của một cái cô gái. Cô gái thì theo cái giọng điệu của cái âm thanh nó phát ra đó là độ chừng là 23-24 tuổi à, chứ không có lớn, cỡ chú hai vậy à. Cái bà Tư thì vốn cái tính của bà thương người, bà sợ là bà sợ cái điểm này nè, bà sợ là lỡ mà có ai, cái cô gái nào không biết, trong xóm hay là ngoài xóm hay là xóm khác hay là ấp bên gì đó mà người ta không biết đó, rồi người ta đi lại cái chỗ này rồi bị nhát rồi dung dò tay chân bủng dũng không thể nào chạy được, mới là ngồi ở chỗ đó khóc dên khóc than này nọ, là nhờ người cấp cứu đó. Nhưng mà con cái là sợ quá rồi cho nên là cái tiếng khóc nó không có lớn, không có la được cái từ kêu cứu. Nghĩ như vậy, nhưng bà Tư bà cũng lo, bà sợ đó là cái dông nó đang cố ý nó nhát bà, bởi vì chòm sớm ai cũng nói rằng ở chỗ cây vú sữa này là ghê lắm, đừng đi lại đó. Bản thân bà Tư thì nhà gần cho nên là bà biết cái điều đó rõ hơn ai hết. Có một cái là nào giờ bà chưa bị nhát chỗ đó. Ông Tư cũng thấy rồi nha. Ông Tư ông nói là đi gần vô á, là có cái đứa con gái nó dên. Nhưng mà ông Tư thì ông nói là đứa con gái này chắc cũng cỡ là 30 mấy tuổi. Còn đằng này bà Tư bà nghe cái giọng âm thanh á, nó chỉ phát ra từ một người con gái là 20 mấy tuổi thôi. Đàn bà thì phân biệt được cái giọng nói của giới nữ với nhau. Bà Tư chắc chắn rằng là mình sẽ phân biệt rõ ràng hơn ông Tư. Cái bà phân vân hoài, không lẽ bây giờ bỏ đi dời, giờ lỡ có cái đứa nào mà nó cần mình hỗ trợ này nọ đó, mà mình không có giúp nó, mình bỏ mình đi luôn, lỡ sáng có xảy ra chuyện gì mình ái nái mình da dứt cả đời luôn. Cái lòng thiện bà Tư lớn quá, bà Tư không chịu về nhà nữa, mà bà quay mặt lại bà đi. Bà đi ngay vô trong cái chỗ cây vú sữa các bạn. Thì bà nghe cái tiếng khóc nó phát ra từ trên cây á. Mà bà nghe trên cây là bà biết rồi. Chứ con gái nào mà lạc vô đây mà leo lên cây khóc. Cây bà nghe nó khóc nó dên trên cây vú sữa nha. Bà biết. Cây bà không có dòm lên. Bà không có dòm lên mà bà cúi cái đầu á. Cái nó lấy trái vú sữa hay sao không biết các bạn. Nó chọi bà.
nó chọi mà cứ bằng gần gần như cái chân của bà nghe, chọi bịch 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 bịch, mà vú sữa cái lúc đó là mới có già chưa có chín nữa, chọi bịch 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 vậy đó. Bà biết hết nhưng mà bà không lụm trái nào hết trơn á. Bà mới quay mặt bà đi về, bà đi về cái nó dối theo nó kêu, nó nói bà Tư ơi, bà ra đây, bà ở đây chơi chứ bà đi đâu vậy? Trời ơi, kêu vậy đó các bạn, kêu rõ ràng vậy luôn. Mà nó kêu là nó đứng ở trên cái cây á, bà cảm nhận nó trên cái cây nó kêu, nó đứng trên cây nó kêu, chứ không phải là nó đứng gần. Bà Tư biết rồi, biết nó nhát rồi, cái bà không quan tâm nữa. Giống như là bà dán là xua đuổi cái ý nghĩ trong đầu mình, cậy nó, mình đi về. Bà đi được mấy bước cái không biết sao nó làm cái thoát các bạn. Nó làm cái thoát cái nó đi theo phía sau lưng của bà, nó cách bà chừng dài ba thước à. Đó, nó đi theo nghe. Nó đi theo mà nó kêu hoài mà nó nói cái giọng cà dên nè. Bà Tư ơi, ghé đây chơi đi chứ bà đi đâu bà Tư, bà ra tới đây rồi. Bà ở đây bà chơi với con đi. Thôi nghe, tao nào giờ tao sống ở đây, tao không có làm động chạm gì tới mày chứ, mày đừng có nhát tao nghe. Kêu bà ra đây chơi chứ kêu bà làm gì đâu mà bà nói nhát bà. Đâu bà quay mặt lại bà dòm tôi một cái đi, bà dòm tôi một cái đi, tôi không nhát bà nữa. Nó linh tới mức độ như vậy luôn đó cả nhà. Bà Tư biết, bà Tư đâu có quay mặt lại, cỡ nào cỡ nó đi phía sau lưng rồi bịch 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 vậy đó. Thậm chí nó đi mà bà cảm giác là nó đi đang gần gần tới cái vị trí của bà, giống như thể là nó ở sát phía sau lưng vậy đó. Nhưng mà không, bà Tư không chịu quay mặt lại. Bởi vì cái kinh nghiệm sống hơn nửa đời người, đối với bà Tư những cái chuyện này, bà biết nếu mà mình quay mặt lại thì nó làm cái mặt thiệt là dữ, cho mình sợ và hồn vía mình không đủ, nó bắt hồn mình. À, bà Tư bà tuy là sợ thì có sợ đó nghe, nhưng mà cái lý trí của bà Tư còn rất là vững, cho nên bà không chịu quay mặt lại. Bà đi hoài cái nó đi theo các bạn. Nó đi theo mà nó nói vậy nè, nó nạt nộ, nó gầm gừ, cái giọng của nó bây giờ không còn kiểu mà nói nhẹ nhàng như hồi nãy nữa. Nó nói bà nghe, bà già cả rồi, kêu bà ra đây chơi thì bà ra bà dòm tôi một cái đi, mắc mớ gì bà không dòm, bà dòm tôi không. Trời, nó nạt nộ làm ghê lắm cả nhà. Bà Tư hai cái tay bà là kêu bằng bấm lại nha, bấm cứng lại chân, bà làm cho nó giống như là nó đau vậy đó, để cho mình dán mình gồng. Cái bà đi cái nó dậm chân bịch ở phía sau á. Ma hồi đó nó nhát dữ lắm cả nhà, nó hiện hình lên rồi nó nhát dữ lắm, nó không có tha đâu. Bà cũng dán bà gồng, bà không quay mặt lại là không quay mặt lại. Bà đi tới khi mà bà dòm thấy được cái nhà của bà rồi đó nha, bà co giò bà chạy thì nó không vượt theo. Bà chạy một mạch vô trong nhà, thì lúc này nè cô ba cậu ngồi ở trong nhà, cậu quay mặt ra thì cậu thấy mẹ mình chạy vô. Ủa cái gì chứ mẹ? Cậu mới bỏ cái kim, bỏ cái đồ mai giá này nọ, cậu mới nhào ra ngoài sân. Bà Tư bà chạy vô tới ngoài sân và bà không cần đóng cái cửa hàng rào gì hết. Bình thường bà là một cái người rất là kỹ lưỡng, tối đêm nào bà Tư cũng ra đóng cửa hàng rào hết. Mà lần này á, bà nắm tay của cô ba, bà chạy trong nhà, bà đóng cửa lại, bà nói vô đi con, vô đi, đừng có ra ngoài. Là lôi kéo cô ba, kêu bằng không cho cô ba dẹp cái áo dắt với lại cái kim, không cho dẹp luôn. Nắm tay lôi vô trong buồng bắt ngủ. Mà sáng ngày hôm sau luôn nha, là bà Tư á, bà không có kể cho cô ba nghe, hoàn toàn không kể cho nghe một tiếng nào hết. Thì mãi sau này bà mới kể. Tại vì á, là cái đêm đó bà Tư bà nằm bà ngủ, bà nằm bà ngủ thì nó về trong giấc mơ của bà luôn. Con cái là nó, bà không có thấy mặt nó, nó cũng đứng phía sau lưng bà thấy trong giấc mơ bà đang đi vậy, nó đứng sau lưng bà vậy đó. Cái nó nói bà nghe, bà không sợ tôi thì thôi, mà bà không có kể nghe, bà kể ra cho người ta không dám đi qua cái chỗ của tôi buồn. Bà nhớ kỹ nghe bà Tư. Là bà Tư bà giật mình thức dậy rồi đó nghe, là bà nhớ y rằng luôn, bà không kể cho con cháu. Thậm chí là chú hai cô ba sáng ra hỏi bà Tư là má ơi, tối hôm má thấy cái gì mà má chạy dữ vậy? Tao có thấy gì đâu, lâu lâu tao hù con ba vậy mà, cho nó sợ, mai mốt nó đừng có đi đêm. Thì chỉ nói cho lấp liếm cho qua cái việc đó thôi, chứ hoàn toàn không dám nói ra cái sự thật là mình đã gặp cái gì. Bà Tư không dám nói các bạn. Đó thì cái sự việc này á,
là nó diễn ra cái thời điểm đó nha. Đâu khoảng chừng hơn một tháng sau á, thì bữa đó khuya rồi, cả nhà của bà Tư đều có ở trong nhà hết. Trời chuyển mưa kêu bằng đi đùng luôn, gió giông dữ lắm. Ông Tư ông mới đi ra ông kiền lại mấy cái sợi dây. Nhà hồi đó là cắt đa chỗ, cái chỗ mà cái xóm này á, chủ yếu là họ cắt bằng cây, mà một là cây bạch đằng, hai là họ cắt bằng những cây tre các bạn, mà nhà của ông bà Tư là cắt bằng tre. Cho nên là hỏi mà giông gió mà chuyển nhiều á, là phải cột một đầu dây vô những cái cột tre đó, cột chính á, rồi cái đầu dây kia là cột với những cái thân cây lớn còn đang sống, đang mọc sống xung quanh nhà đó, cột cho nó chắc. Ông Tư ông cột xong rồi là mưa ào ào ào, mưa lớn lắm. Cái cả gia đình mới ở trong nhà thôi, kiểu dòm ra ngoài vậy thôi, rồi giống như là để ý coi có chỗ nào dột không, chỗ nào dột thì lấy thau, lấy gì đó để mà hứng nước mưa, không cho nó ướt nhà vậy thôi. Thì nói chuyện á, thậm chí nói chuyện lớn tiếng mà phải mới nghe, chứ còn mà nói nhỏ nhỏ là không có nghe. Mưa lớn cỡ đó đó, mỗi lần nhà lá không các bạn, chứ phải nhà thiết như bây giờ đâu mà âm thanh nó tới đổi mà nghe không nổi, là các bạn biết bữa đó mưa cỡ nào rồi. Rồi cái trời sấm chớp, các bạn đi đùng hết trơn nha. Cái im, mưa đâu từ 8 giờ tối mưa tới 10 giờ tối á, thì im không mưa nữa. Đến 11 giờ tối thì bắt đầu mưa. Lúc này thì chú hai với lại ông Tư đã ngủ rồi, còn lại bà Tư với cô ba là hai người mới ngồi ở ngoài cái nhà bây giờ, giống như là nhà trước, mình gọi là nhà trước nha, là nhà khách mình bây giờ đó. Hai mẹ con ngồi ở đó, kiểu mà trời mưa rồi lo không dám ngủ, không biết là nhà cửa này nó siêu, nó quẹo, nó sập thì sao. Hai mẹ con mới ngồi vậy đó, cái bắt đầu cái nghe sét đánh nha các bạn, đánh dầm 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 vậy đó. Thì đánh dầm mà tới nỗi mà ông Tư nè, rồi chú hai nè, là cả hai người đều nghe cái tiếng sét đánh mà giật mình thức dậy. Ông Tư chú hai mới bước ra bên ngoài, tại vì cũng lo, bước ra bên ngoài rồi thì thấy hai mẹ con ngồi dậy. Ông Tư ông mới lại ông la, ông nói trời ơi mưa gió như vậy mà hai mẹ con ngồi ở đây không chịu ngủ. Ông ơi tôi lo quá ông, nhà cửa như vậy. Mới có nói nhà cửa như vậy, chưa kịp nói dứt câu làm dầm 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 các bạn. Sét đánh á, mà cái hướng sét đánh là đánh ở chỗ cây vú sữa. Đánh dầm dầm dầm, đánh ba cái liên tiếp luôn. Do là nhà của bà Tư là có thể nói là gần nhất với cái cây vú sữa so với những nhà còn lại. Mà mặc dù là không kể cho chú hai và cô ba nghe về cái việc á, là ở chỗ cây vú sữa đó làm như có cái vong. Chỉ nói là có cái vong thôi chứ không có kể tường tận, ai thấy làm sao thì không có kể. Nhưng mà chú hai và cô ba thì cũng kiểu mà sống gần mà, cho nên là hàng xóm người này người kia nói tiếng, nói này người này nói tiếng này, người kia nói tiếng nọ, thì cũng mắt mé biết được cái câu chuyện chỗ đó rồi. Có cái là không ai chịu kể trực tiếp thôi. Và bây giờ thì cái tiếng sét đánh á, nó phát ra cũng ngay cái vị trí chỗ cây vú sữa. Thì ông Tư ông này ông nói rồi, cái kiểu này á là sét đánh cái dòng ở chỗ cây vú sữa rồi. Nhưng mà nói thì nói như vậy chứ bạn, đêm ban hôm mưa giông gió lớn vậy mà ai dám đi chỗ đó để xác minh, không có. Thì ông mưa nghe, ông mưa thì ông chỉ đánh lần đó thôi. Đến khoảng chừng 1 giờ mấy sáng á, thì ông trời ông không mưa nữa. Mọi thứ nó im phăng phắc vậy nhưng mà cũng không ai dám bước ra đó. Cho đến khoảng 5 giờ sáng thì gia đình của bà Tư mới nghe là ồn ào phía ngoài trước. Đó thì lúc đó gia đình mới thức dậy, rồi đi ra ngoài coi thì thấy bà con hàng xóm người ta đang đi ngang. Hỏi người ta đi đâu thì người ta nói là đi ra chỗ cây vú sữa. Chỗ cây vú sữa là cây vú sữa tối hôm á là bị sét đánh, đánh kêu bằng là tét nửa cây vú sữa luôn. Cây vú sữa nó lớn vừa gì các bạn mà đánh tét nửa cây vú sữa đó. Thì có nghĩa là cái dự đoán của ông Tư vào đêm khuya nó rất là chính xác. Đó lúc này cả nhà mới thấy bà con hàng xóm ta đi đông mà, mới đi ra coi. Đi ra tới ngoài đó thì bà con người ta dòm vô thì người thì sợ, người thì vui. Sợ là vì sao? Sợ á, là người ta biết là tối đêm qua có lẽ là ông trời ông đánh mấy cái dòng. Ông đánh cái dòng ở chỗ cây vú sữa này. Và cái dòng này chắc nó chạy, cho nên là cây vú sữa nó không phải một đường nó tét xuống, mà nó tét theo cái kiểu là một cái đường ở trên, một cái đường ở giữa, rồi một cái đường bên trái, bên phải, nó kiểu nó như thế đó. Nhưng mà chung quy là nó gãy
Thí dụ như cái cây vú sữa đi, nó gãy cái đọt 1/3. Nguyên cây vú sữa là 3 phần, nó gãy cái trên đọt 1/3 trên đọt. Rồi nó tét cái cây vú sữa từ trên xuống cái chỗ 1/3 đó, nó tét dài xuống là gần tới gốc luôn. Thì cây vú sữa quá lớn rồi, cho nên là bây giờ là nó gãy cái đọt rồi, mà nhưng mà may mắn là nó sập qua bên kia, vô bên phía mình trong, chứ nó không sập ra ngoài đường. Có một cái thì hai cái nhánh bự hai bên đó, nó trẻ có cái xu hướng là vớt ra ngoài đường. Ba con người ta mới xúm lại, thì trước đó đã có người ta chặt bớt mấy cái đọt rồi, cho nó không cản cái đường đi. Thì bây giờ còn những người á, người ta vui là như thế nào? Vui vì người ta nói là nếu như ông trời ông đánh cái dông này á, thì kể như từ đây sắp tới á, là bà con mình thoải mái đi qua đi lại chỗ cái cây vú sữa này mà không phải sợ về cái việc tâm linh nữa. Nào giờ nó là một cái nỗi ám ảnh vô hình mà không nói nên lời của bà con làng xóm ở đây. Bây giờ bị đánh rồi thì coi như mọi chuyện được giải quyết, không còn ai phải sợ. Thì để chứng minh thêm vào cái điều đó nữa là bà con người ta dòm thấy á, là theo cái lằn xét đánh trên cây vú sữa thì thân cây vú sữa nó ứa ra cái gì đó, nó cũng có cái màu nó hơi nâu nâu. Rồi ở dưới đất á, nó cũng có một cái số giống như cái mũ cây vú sữa nó chảy ra thì sao không biết các bạn. Nhưng mà tới khi bà con rồi mưa gió làm sao này nọ, nói chung bây giờ mình thì giải thích khoa học đi, thì nó cái chắc của cây vú sữa rồi mưa gió nó tràn xuống này nọ, cái đi cái trôi, còn cái thì còn ở trên cây, thì cái mũ của nó làm ra những cái màu như vậy. Nhưng mà đối với bà con ở trong thời điểm đó chứng kiến cái việc đó thì người ta nói là máu của ma. Thường thường á các bạn, là những ông bà hơi lớn tuổi á, mà gặp sét đánh chỗ nào về những cái cây á, mà nó phát ra ha mấy cái gì mà đen đen hay là nó nâu nâu, là ông bà mình hay nói là ông con ma nó bị đánh á, là máu của ma nó vậy đó. Và thời điểm đó bà con ở gần nhà ông Tư người ta cũng nghĩ như vậy, mà nếu như con ma nó bị đánh rồi là yên ổn rồi. Cái có người mừng người vui, cũng có người lo sợ rồi sợ hãi, nói chung quy là nhiều cảm xúc lắm. Tới khi ông bà Tư đi lại gần rồi, mà lúc đó cũng có cả cô ba và chú hai cũng đều coi và cũng tin tưởng vào cái điều bà con vừa mới nói, là cái cây vú sữa này vong hồn ở đây á đã bị ông trời ông đánh rồi. Thì tại sao người ta không có cái thương tiếc, là bởi vì á, cái vong hồn này người ta chắc chắn không phải là vong hồn của cái người chủ ở đây. Bà con thân thuộc của người chủ ở đây á, là người ta mắc nó chôn cái nào không có khi nào mà nghe nói nhát vậy chứ. Còn cái vong hồn từ cho cây vú sữa này dời là từ cái lúc cái gia đình đó đi. Cái gia đình đó lúc mà còn ở đây thì cây vú sữa nó vẫn bình thường, gia đình nó vẫn lên hái trái này nọ một cách bình thường. Nhưng mà khi gia đình đó có công việc, người ta phải đi xa để mà làm việc, rồi ở bên đó sống mà ổn định, cho nên người ta sống bên đó luôn. Có nghĩa là cái vong hồn này không liên quan gì đến gia đình của cái người chủ đất đó hết, hoàn toàn không liên quan. Kiểu như cái vong hồn này từ đâu nó tới á, giờ nó thấy cây vú sữa lớn vậy, giờ nó ở lại nó trú đó. Thì sau cái lần đó rồi đó, người ta mới kêu mấy cái anh mà thanh niên nè, trong đó có cả chú hai luôn, là có sức khỏe đó, là lên chặt cái cây. À, đốn cái cây nha các bạn. Thì đốn cái cây là coi coi nếu như mà cái vong hồn nó còn thì mình vô mình đốn thế nào nó cũng hành cho mình nhức đầu chóng mặt các kiểu này nọ, chứ không thể nào mà để yên được. Thì lúc đó là mọi người đi vô cũng hồi hộp dữ lắm, đợi cho sáng hẳn rồi mới dám đi vô rồi đốn cây vú sữa luôn. Thì may mắn là đốn xong rồi cũng không may gặp một cái vấn đề gì hết, hoàn toàn đốn hạ được cái cây vú sữa đó. Thì gần cái cây vú sữa đó cũng có một cây rất là lớn. Thí dụ như cây vú sữa nó cách cái mặt đường là 10 thước, thì từ cây vú sữa đảo vô bên trong nữa cỡ khoảng 15 thước thì ở đó có cây sài. Cây sài này thì không lớn bằng cây vú sữa, nhưng nó cũng hơn một ôm tay của người lớn. Mà cây sài đó thì không hề bị là sét đánh hay gì cả, chỉ có duy nhất cây vú sữa đó thôi. Cây bà con người ta mừng. Thì qua cỡ chừng một tháng trời cũng im du im phăng phắc, nghe có người ta đi đêm này nọ, người ta cũng đi ngang, người ta thử người ta coi còn hay không. Cũng có người gan dạ hơn, họ mới đi gần tới rồi họ rình. Vũ nhau 3-4 người ra rình, rình không có là không có các bạn, chứ hồi trước á nghe, đi 2-3 người thì đi chứ.
nhạt dữ lắm. Thì lúc này nè, sau khi người ta nghĩ là mọi chuyện đã yên xuôi rồi, ông trời ông đánh cái dòng ở chỗ cây vú sữa đó rồi, từ nay bà con mình ở đây sẽ không còn sợ cái dòng hồn trên đó nữa, thì có một cái ông bảo gọi ông này là ông Hai và ông Ba. Thì hai ông mới ra kể các bạn, chứ lúc trước là bị dòi nhưng mà không hề dám kể đó. Thì hai ông này ông ra kể như vậy nè, là bữa đó hai ông đi đám giỗ của một cái người bà con, hai ông là anh em ruột với nhau nha. Đi cái đám giỗ của người bà con là phải đi ngang cái cây vú sữa này và đi ngang cả nhà bà Tư, đi thêm khoảng một cây số nữa là tới nhà bà con để ăn nhậu bên đó. Bữa đó do là vui quá đi, lâu lâu dòng họ mới được tụ tập vào cái ngày đám giỗ của ông bà tổ tiên, cho nên là ông Hai và ông Ba nhậu cũng nhiều. Nhậu buổi chiều á, nhậu xỉn cho tới là 6 giờ mấy 7 giờ tối xỉn qua ngủ giấc. Đến khoảng 10 giờ khuya đó thì hai ông mới là xin phép đi về. Nhưng mà ông nào cũng còn hơi xỉn xỉn đi. Cái lúc đi á, là họ đi bằng xuồng. Nhưng mà cái lúc về á, thì cái chủ nhà người ta nói nếu mà hai anh muốn về á, tôi giữ lên ngủ không được á, mà hai anh một mực đòi về đó thì đi bộ trên đường đi, thì hai anh về. Còn mà bơi xuồng là không cho về, tại vì người chủ nhà người ta cũng sợ là hai ông này chưa có hết xỉn. Thí dụ như đi trên đường đi, thì thí dụ ông này ông có té này nọ cũng không có sao, nhưng mà nếu mà đi dưới nước rồi đó, mà lỡ mà trúng gió trúng gì té xuống là coi như chết. Mà chủ nhà đó, đáng lý là nếu mà chủ nhà mà còn tỉnh á, là cũng là đưa đi về nhà rồi, nhưng mà chủ nhà cũng quá xỉn rồi. Mà hai ông này một mực đòi về, mà ông Hai với ông Ba cũng gan nữa, mà ông Hai á, thì ông gan hơn ông Ba nha. Cái hai ông đòi dời thì chủ nhà nó thấy giữ là không được rồi, người ta mới nói thôi hai anh có dời thì dời, nhưng mà nhớ là đi cẩn thận nha. Đó thì lúc đó mới đưa cho cái đèn dầu để mà đi. Hai ông đi liệu khiệu sao gần tới nhà bà Tư thì cái đèn dầu nó tắt rồi, và cũng không có cái gì để mà mồi cho nó sáng, thì cởi đi qua cái chỗ mà cái gòn này xong á, là đi về chừng nửa cái số nữa về tới nhà rồi, cũng không có gì phải sợ. Hai ông cũng đi, mặc dù cũng nghe người ta nói là ở chỗ cây vú sữa này cũng hay xuất hiện cái vong hồn, mà hai ông ba với ông Hai á, thì kiểu mà gan rồi không sợ nữa, mà thêm là rượu trong người nó chưa có tan hết, bởi vì chắc là gan. Cái hai ông mới đi, thì lúc đó là 10 giờ mấy, gần 11 giờ rồi, ông bà Tư cũng ngủ rồi cho nên là cũng không có dòm ra thấy. Hai ông đi nha, đi tới chỗ cây gòn á, thì cỡ còn chừng 10 thước nữa là tới à. Mà do lúc này là kiểu mà cũng mệt trong người, muốn về nhà lẹ. Tuy rằng tới cái chỗ mà bà con hay đồn đại, nhưng mà hai ông cũng không có giờ mà không có ngó gì hết trơn á. Cái tự dưng cái nghe cái tiếng rên, rên nghe hi 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 á nghe, mà rên tới đâu là kêu bằng nổi óc tới đó. Thì ông Ba là cái người mà nhát hơn là ông Hai, khi mà ông nghe tiếng rên thì ông mới giật mình. Ông giật mình, ông nhòm kỹ là cái vị trí xung quanh, thì ông mới phát hiện là mình đã đi tới cái chỗ cây vú sữa rồi. Mà cây vú sữa thì bà con người ta đồn đại là có vong. Cái ông Ba ông sợ, ông dòm dưới đất không mà ông không có dám dòm lên cái cây vú sữa. Cái ông mới khều khều ông Hai á, ông nói anh Hai ơi, anh có nghe cái tiếng rên không anh Hai? Thì ông Hai ông nói là không, tao không nghe trơn á, đi. Nhưng thật ra lúc đó là ông Hai ổng nói dối các bạn. Bởi vì bản thân ông Hai ổng cũng nghe. Nhưng mà ổng gan dữ lắm nha, nhưng mà ổng sợ. Tự động tới đó rồi nó dên một cái là sợ liền. Gan cỡ nào gan cũng phải sợ hết. Thì được một cái là ông Hai phần nào cũng giữ được cái bình tĩnh, sợ thì sợ nhưng mà bình tĩnh vẫn còn. Ông không muốn cho thằng em của mình, cái người em của mình cứ hỏi về cái chuyện này hoài. Bởi vì khi hỏi đó thì thế nào cũng dòm lung tung. Mà dòm lung tung rồi mà lỡ mà nó hiện hình nó thấy á, hai anh em mà chạy theo kiểu mà nó che mắt, nó chạy kiểu này lũi xuống sông, lũi xuống bờ, xuống ruộng nào nó không hay. Cho nên là sợ và không muốn cho em mình tiếp tục hỏi cái chuyện đó. Ông Hai em nói thôi mày em đi về. Mà cái người như ông Ba đã sợ rồi, mà còn nghe rõ ràng mà hỏi anh mình thì anh mình nói là không có thấy. Thì dâng lên cái sự tò mò và cái sự hiếu kỳ. Trời ơi, rõ ràng là tôi nghe thấy mà sao anh nghe không nghe.
Trời đất ơi, thằng ba ơi, tao nói với mày về đi, tao có nghe cái gì đâu. Cái lần này nó không dên nữa, im du. Cái ông ba ông mới ghi ông hai lời, ông nói hình như hết rồi anh hai ơi. Trời ơi, có nghe gì đâu, đi về đi mày ơi, tự nhiên mày sững lại chi vậy? Thì mới nhóm chân đi được khoảng chừng 2-3 bước chân thì nghe cái tiếng ru con đó các bạn, giống như là vậy đó, ru con nghe. Và nghe rõ ràng là nó đứng ở trên cái cây vú sữa đó, nó đứng ở cái nửa cái thân cây vú sữa đó, đứng ở đó nó ru con. Cái tiếng một người mẹ còn trẻ ru con rõ ràng luôn. Thì nghe cái tiếng ru nó quá rõ rồi, ông ba ông mới quay mặt ông dòm lên thì ông thấy. Ông thấy nó mặc nguyên cái bộ đồ trắng ha. Tóc tai nó xỏ xuống mà do là không có đèn rồi, cho nên là chỉ thấy vậy thôi. Mà thấy cái tai nó bế cái gì đó. Cái đứa nhỏ nó khóc a mà nó khóc cái tiếng giống như con mèo kêu. Mà cái tiếng của người mẹ thì cứ du con, cứ ơi du vậy đó các bạn. Ông ba ông gặp một cái ông quíu giò quíu cẳng rồi ông mới ôm, ông sóc ngang, ông ôm cái hông của ông hai á. Trời ơi anh hai ơi, này, nó đứng trên cây vú sữa, nó du con anh hai ơi. Ông hai thì ông biết, ông nghe, có cái là ông sợ, ông không có dòm lên thôi. Nhưng mà ông biết chắc chắn cái lời của người em mình nói là chính xác. Bởi vì ông cũng nghe và ông cảm nhận được là nó đang du con ở trên cây vú sữa. Con cái sợ, không dám lên tiếng. Cũng ra, nó không thấy luôn, mặc dù cái tay của ông hai là nắm chặt cái tay ông ba vậy nè. Tại vì sợ ông ba hoảng loạn quá, ông ba ông bỏ ông chạy. Cho nên là nắm quíu cái tay lại. Sợ ông ba chạy. Trả lời thì ông hai trả lời nè. Trời ơi thằng ba, không có, mày nghe lời tao đi. Mày dòm cái lưng tao nè, không mày úp mặt vô lưng tao đi. Tao dẫn mày về, chứ không có gì hết trơn á. Nhưng mà nói thì nói, câu trước câu sau là cái giọng của ông hai cà rung rồi. Còn ông ba thì lúc đó quá sợ rồi. Ông mới lấy cái mặt á, ông đè vô trong cái lưng của ông hai á, là ông ôm cứ ngắt vậy nè. Ông hai nhích một bước thì ông nhích một bước, ông hai nhích một bước thì ông nhích một bước. Để chính vì cái điều đó mà làm cho cái tốc độ di chuyển của ông hai, mặc dù là ông muốn đi thật là nhanh, nhưng mà đi không được. Ôm phía sau, ôm quíu vậy mà cà nhích vậy sao đi nhanh được. Trời ơi, lúc đó ông hai ông vừa sợ mà ông vừa tức nữa. Cái thằng này trời Phật ơi, nó bao nhiêu tuổi đời rồi mà nó sợ gì mà nó sợ dữ thằng ôn vậy. Nó ôm mình vậy là làm sao mà nắm tay nó chạy được. Cái người sợ rồi đó thì không có an phận ở cái việc là dung. Bởi vì khi sợ rồi là mình đi phía sau nữa, thì cảm nhận là trời đất ơi, không lẽ là nó ở xung quanh đây trời. Rồi có khi nào nó nhảy trên cây, nó nhảy xuống không, là trên đầu trong đầu nó sẽ suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời hết. Và khi sợ rồi suy nghĩ ra cái chuyện nào là cái chuyện đó nó tới liền á. Ông ba ông suy nghĩ, ông sợ là cái dông sẽ từ trên cây vú sữa nó nhảy xuống cái mí đường và nó đi theo sau lưng ông. Thì ông vừa nghĩ như vậy thôi, ông cảm giác được là nó đứng, là lần này nó không phải đi sau lưng nữa rồi, mà nó đứng là nó đứng ở bên cái bên tay phải á, mà nó đứng sát cái lề đường á. Nó đứng đó à ơi, các bạn cứ liên tưởng đi các bạn. Giữa một cái con đường vắng, không có một người nào đi qua đi lại hết. Có hai người, người anh đi trước, người em đi sau. Mà cả hai anh em đều là thấy và cảm nhận được. Có ông hai thì ông không thấy, nhưng ông cảm nhận chắc chắn có. Còn ông ba thì cà rung ôm người anh, làm cho người anh chạy không được. Mà người anh cũng sợ em mình là bị hoảng loạn á, rồi cắm đầu cắm cổ chạy té chết. Bởi vậy ông mới chụp cái tay vô như vậy nè. Còn cái tay kia ông cũng chụp vô như vậy. Ông cứ đi, ông đi cà nhắc, ông đi từ bước. Mà cái cảnh tượng hai người trước sau như vậy, mà bên hông bên phía tay phải á, thì nó đứng đó nó xõa tóc ra, nó du con, mà cái tiếng con nít khóc nghe như mèo kêu. Còn cái tiếng của người mẹ thì cứ vừa khóc mà vừa ru mà vừa rên đó các bạn. Nó cực kỳ ghê rợn luôn. Mình liên tưởng tới cái hình ảnh đó rồi là kiểu như là chân tay là nó nổi hết da gà rồi. Thậm chí bảo cởi mà giờ còn nổi da gà nữa, chứ đừng nói mà liên tưởng trong cái trường hợp đó. Đó thì lúc này nghe như vậy rồi ông ba ông quýu. Thay vì hồi nãy thì ông úp cái mặt của ông vô cái lưng của ông hai, thì bây giờ á, ông lại cà sát cái mặt ông vô, ông không dám mà nhúng nhích qua bên phải. Bởi vì ông nghe cái tiếng ru con á, giờ cái tiếng của đứa con nít khóc nó bên tay ta phải, mà ông biết là cái dòng đứng bên lợi từ ta phải rồi. Cho nên là ông mới lấy cái mặt ông sát qua một bên vậy nè,
ông ghi cái mặt vô cái lưng. Còn ông hai á thì ông cũng nghe, cũng cảm nhận và ông biết là nó cũng đứng ở bên mép tay phải á. Nhưng mà bây giờ làm sao? Không lẽ mình bỏ em mình gỡ tay nó ra mình chạy? Cái ông im ông ru gì đó. Còn ông ba thì do là quá sợ, cái miệng cứ cà rung mà cứ lắp bắp. Anh hai ơi, anh nghe không anh hai? Nó đứng bên lề anh hai ơi, anh hai. Tao không có nghe. Mày im đi ba. Mày đi sát tao đi, tao dẫn mày về. Im đi, mày đừng có hỏi nữa. Thì cái lần đầu hay hoặc là lần hai, lần ba, thì khi mà ông ba ông hỏi như vậy, ông hai ông mới cố gắng ông trả lời để cho ông ba im. Nhưng mà ông ba đâu có im được, sợ quá sợ đâu có im được các bạn. Cứ hỏi hoài thì mấy lần sau ông hai ông không có trả lời luôn. Mà hỏi mà đi tới thì cái tiếng du nó cũng đi tới. Hỏi đâu 3-4 lần không có trả lời. Cái dòng nó làm sao các bạn biết không? Nó mới nghĩ rên, nó nghĩ ru. Mà nó nói: sao nó hỏi mày không trả lời nó? Tao đứng ở đây nè, mày trả lời nó đi. Thì trời đất ơi, lúc này là ông hai chịu hết nổi rồi. Ông gỡ nhanh cái tay, ông nắm tay chạy. Hai anh em chạy kêu bằng bộ lăng bộ lết luôn các bạn. Chạy mà quần này nè, rồi áo nó rách tươm hết trơn mà cũng không dám dừng lại. Bò mà chạy. Té thì lăn lộn chạy, ngồi dậy chạy. Đó thì hai ông mới chạy về tới nhà. Chạy về tới nhà thì ông hai còn đỡ nha. Hai anh em ở nhà sát vách nhau vậy nè. Ông hai ông mới chạy vô trong nhà thì ông ba cũng chạy vô nhà, nhà ai nấy ở. À, vô nhà ngủ này nọ xong rồi thì đêm đó ông ba chỉ nằm mơ. Và ông thấy có một cái cô gái này thì không có dòm dõ là xinh đẹp, trắng đen da làm sao hết. Mà trong giấc mơ thì cảm nhận là cái cô gái này là đang bồng con. Mà mặc nguyên cái bộ đồ trắng nha. À, rồi mới đứng ở trước mặt của ông ba. Nó nói vậy nè, ê, ông biết rồi á, thì ông im nha. Để cho người này người kia còn qua lợi. À, tôi chọc cho nó vui. Chứ tôi ở đây tôi buồn lắm. Ông mà nói ra đó nha, tôi bẻ cổ ông á. Là kêu bằng ông ba ông giật mình thức dậy là ông nhớ như in luôn. Mà không dòm dõi cái mặt cái cô gái đó lại. Làm như nó không cho thấy mặt các bạn. Là đêm đó ông nằm ở trong nhà đó nghe. Ông mới quắn chiếu quắn mền một cục co do vợ. Ông nói cỡ nào nói ông cũng quắn. Nhưng mà nói gì thì nói, ông ba ông trải qua cái giấc mơ dẫu sao vẫn là một cái giấc mơ. Cho nên là cái nỗi sợ á, tuy là nó nhiều nhưng mà đâu đó vẫn có thể là kiềm chế được. Còn về ông hai á, ông gan hơn. Phải tới cái nước đó đó thì ông mới chạy. Con cái ông về tới nhà rồi á, ông cũng chưa kịp cởi cho vợ con gì nghe, mà ông cũng không có dám cởi đâu. Tại vì cũng đã nghe người ta nói rồi, cái dông này á nghe, là những người thấy á, là hình như là người ta không dám cởi. Ông hai cũng chưa có dám cởi mà cũng không có dự định cởi nữa. Vậy đó mà tối đêm đó ông nằm ông ngủ á. Nhà ông là nhà lá, mà hai vợ chồng của ông hai thì cũng có con rồi, mà có một đứa một à. Đứa con trai nó cũng sắp có vợ, nó ngủ á thì nó ngủ ở nhà trước. Đó. Thì ông hai ông mới ngủ là ngủ ở trong buồng. Hai vợ chồng đang ngủ mà thường ngày á thì bà hai á bà nằm sát vách. Còn ông hai á thì ông nằm ở ngoài, thì bữa nay ông về ông cũng nằm vậy. Mặc dù sợ nhưng cũng nằm vậy và ông nghĩ rằng ở trong nhà mình rồi. Không có ma cỏ nào mà nó vô trong nhà mình nó làm gì được mình hết trơn. Bởi vì ông hai ông gan hơn ba mà các bạn. Và ông có cái bản tính là cũng khá là điềm tĩnh. Đó cho nên là ông mới nằm xuống ông ngủ. Thì cũng hơi sợ đi. Cho nên là ông mới đóng cái cửa sổ lại. Cửa sổ một lần là chổi lên vậy nè. Nó bây giờ đóng lại. Nhà là nhà lá. Đóng lại cho mình khỏi có cảm nhận là nó ở ngoài đó hay gì đó. Ông nằm, nhưng mà nằm đâu ngủ ngơi gì được các bạn. Nằm thao thức vậy đó, mới trải qua cái chuyện kinh hồn vậy sao ngủ được. Ông cũng nằm nhắm mắt, ông dán dỗ cái giấc ngủ của mình. Nhưng mà dỗ cỡ nào dỗ ngủ chưa có được. Thì đến khoảng đâu có chừng ông nằm được một tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ. Ông độ chừng như vậy đó. Thì cũng cỡ gần 1 giờ sáng đó. Thì ông mới nghe cào rào 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 ngoài cái vách nhà đó. Cào ngay cái chỗ ông ngủ, cái chỗ cửa sổ đó. Mà nó cào vách đó. Cào. Cái ông hai ông nghi rồi. Ông sợ nghi rồi. Ông không dám lỡ là chổi cửa sổ luôn. Nếu mà thường ngày là ông sẽ lỡ ông chổi cửa sổ lên đó. Nhưng mà bữa nay ông sợ.
ông nghi và ông sợ, ông không dám lại chổi cái cửa sổ lên. Thì lúc này á, nó không có ló mặt vô hay gì chứ, mà nó đứng ở ngoài nói các bạn. Nó nói, ê, thấy rồi thì thôi nha, không có kể nha, cảnh cáo trước mà kể một cái á, tao bẻ giò, tao bẻ tay cho lội tới già nha. Có nghĩa là nó nói ông hai là khác với nói với ông ba, nhưng mà chung quy cái ý của nó là vẫn không cho hai anh em ông hai ông ba kể ra. Nó nhát xong rồi nó không cho người ta kể các bạn. Nó nói là nếu mà kể ra rồi á, thì người ta sợ, người ta không dám đi qua, nó buồn, nó chọc phá không được, nó buồn. À, nó nói vậy. Kêu bằng là ông hai nghe rõ rành rạnh luôn. Từ tiếng nói một mà cái giọng nói thì đương nhiên cái giọng của người âm mà, đâu có phải là nó như một cái người con gái bình thường được. Nó nói câu, nó nói chữ trước thì nó lẹo qua cái chữ sau, nó rên hì vậy đó. Kêu bằng là da gà da vịt gì không còn vậy chứ các bạn. Nó nổi sạch lên trơn luôn. Cái ông hai là ông biết rồi, ông mới khắn thầm trong đầu, ông nói ừ tôi biết rồi cô ơi, tôi không kể cho ai nghe đâu, vợ con tôi cũng không kể luôn nữa. Đó. Thì ông hai ông nói vậy rồi xong cái nó nói nữa các bạn, nó nói ừ mày nói mày nhớ nghe, giờ kêu mày luôn, không có ông gì nữa chứ, mày nói mày nhớ nghe, tao đi đó. Kể nó đi rồi mà nó còn bo thêm cái nữa các bạn, nó rên, nó vô con mà nó đi rồi nó còn bo thêm cái, nó khuyến mãi thêm cái nữa, nó rên vậy đó. Trời đất ơi, ông hai ông nằm ở trong mùng, ông không đến đổi như ông ba quấn chiếu quấn mùng quấn mền gì, mà ông cà rung ông rung như cày sấy á, tới độ mà bà hai bà giật mình thức dậy, bà tưởng là ông bệnh đi nhậu rồi do gió rồi bệnh này nọ. Tại vì cái lúc mà hai ông chạy về nhà đó thì chạy vô nhà rồi thì cũng dán gồng lại từ từ đi vô trong nhà chứ không phải là đập cửa đập gì. Thì sau đó bà hai bà mới dậy, bà đi xuống, định là đi xuống dưới bếp á, bà mới nấu nước nóng này nọ, đằng mang đắp chán đắp đầu. Hồi xưa thời điểm đó đó, kiểu mà chồng con mà có xỉn này nọ là hay lấy nước nóng lau mặt lau mày lắm các bạn, lau người lắm. Cái bà hai bà cũng cằn nhằn, bà bước xuống rồi bà cằn nhằn, bà nói ăn nhậu cho cố vô rồi giờ bệnh. Thì bà mới định là bước xuống để đi xuống bếp, ông hai ông nắm tay ông lôi lại, bà ơi tôi không có bệnh hoạn vậy chứ á, mà lên bà nằm để tôi chỉ lạnh thôi à. Thì ông này ông buông ra coi, tôi xuống tôi nấu nước sôi cho. Bà đừng có xuống, bà nghe lời tôi đi, trời Phật ơi tôi không có bệnh hoạn vậy trơn á, bà lên bà nằm bà ngủ đi. Thì thấy vậy bà hai bà cũng lên bà nằm, mà như kiểu mà chồng con mà phải quan tâm mà các bạn. Thì cứ đôi ba phút dăm ba phút thì bà mới quay người qua, bà lấy cái tay á, bà để lên trên trán của chồng mình xem coi chồng mình là có bệnh hoạn gì hay không. Thì thấy ông này cũng nóng vậy thôi chứ không phải là đổi bệnh, mà nói cỡ nào nói ông hai ông không cho bước xuống. Đó. Thì hai anh em trải qua cái việc đó là cũng gần cả nửa năm trước đó các bạn, mà không dám kể cho một người nào nghe chứ. Mãi cho tới khi cây vú sữa này nè đã được bị chặt bị đốm rồi thì hai anh em mới kể ra, tại vì nghĩ là cái dông đó nó bị ông trời ông đánh rồi. Cây vú sữa bây giờ là chặt cũng không có còn gặp cái vấn đề gì nữa trơn á, mới yên tâm mà cởi da trời Phật á. Thì rất là nhiều người cởi, người này cởi giày bị thấy chỗ này, người bị thấy chỗ kia, người thấy chỗ nọ, cũng quanh quẩn xung quanh cái khu vực đó đó, mà ai cũng nói rằng là thấy một cái người mẹ với một cái đứa con. Và điển hình nhất á là câu chuyện của bà Năm. Bà Năm này thì bà ở quá các bạn, bà không có chồng con nhưng mà bà có một đứa con nuôi. Đứa con nuôi của bà là con gái, mà con nuôi của bà là cũng có chồng, mà hai vợ chồng rất là siêng năng giỏi giắn và hiếu thảo với cái bà Năm này. Thì bà Năm này bà có một cái nghề, bình thường là bà đi nấu chè nè, bà bán, hoặc là bà gói bánh, cái loại bánh tét bánh ú rồi đó các bạn, bà gói bánh. Và đặc biệt là khi mà gần Tết á, gần Tết thì bà Năm bà sẽ gói những cái loại bánh, cái bánh đòn, bánh tét đòn á, để trên bàn thờ cúng. Người ta hay gọi bánh chưng á, với lại có bánh chưng luôn, khuôn vậy nè. Thì bà đi bán sớm các bạn. Thì cái bữa đó bà nhớ như in nha, thì sau này bà kể luôn nè, bà nói á là bữa đó bà 28 Tết, sáng ngày 28 Tết, thì có nghĩa là bán á, xin lỗi các bạn, là khuya ngày 28 Tết, sáng ngày 29 Tết. Mà cái năm đó đó là không có ngày 30, cho nên là mình bán mấy cái bánh này là phải bán trong vòng cái ngày 29 này cho xong.
để cho tối á là người ta đón giao thừa là người ta nghỉ mua rồi, qua ngày sau người ta nghỉ mua rồi. Mà bánh á, năm đó bà bán là không có được trúng mấy, cho nên nó còn cũng khá là nhiều. Thì bà mới lấy cái thúng bà đội, bà đi rất là sớm nha. Tại vì từ nhà bà muốn đi lên trên cái khu chợ á, là nó cách đâu 5-6 cây số mà phải đi bộ. Bởi vậy bà thức rất là sớm. Rồi tranh thủ mình bán ra, không phải riêng mình bán đâu, phải có người này người kia cũng bán y như cái loại như mình. Mình mới tranh thủ mình ra sớm. Cái bữa đó đó là bà Năm á, bà mới chia bánh cho con cái của bà đó. Thì giống như là bà Năm đi cái chợ dưới, còn con của bà với rể của bà đó thì đi cái chợ trên. Mà cái chợ dưới của bà là phải đi ngang cây vũ sữa. Thì bà cũng đi nha. Bà đi do là lúc này là trong đầu bà chỉ suy nghĩ tới cái việc á, là làm sao để bán được nhiều bánh. Bán được bánh chứ không thôi ơi. À, thì bà mới đi. Chung quy trong đầu là chỉ nghĩ chuyện đó thôi, cho nên là không có sợ. Một khi mình nghĩ đến cái chuyện gì rồi đó, mình lo sợ cái việc đó là bán bánh lộ lã này nọ là trên không có sợ các bạn. Đó, thì bà Năm bà mới đi. Bà đi qua cái cây vú sữa luôn. Bà đi qua cây vú sữa là độ cũng khoảng là chừng là 10 thước rồi đó nha. Cái bà mới nghe cái tiếng kêu. Bà Năm ơi. Bà Năm nghe rõ ràng từ chữ một luôn. Mà cái lần này á, nó nhát bà Năm á, là nó nói rõ từ chữ luôn nha các bạn. Chứ không phải là giống như là ông hai hay ông ba nói chữ gọi là ngàn đâu, không. Nói rõ từ chữ một y như người sống vậy đó. Nhưng mà bản thân bà Năm á, đã từng nghe nói rồi. Không ai nói là ở chỗ này có cái dòng mẹ con, nhưng bà vẫn biết là chỗ này là có dòng. Bà nghĩ là giữa đêm như vậy ai mà kêu bà. Và khi mà bà nghe cái giọng thì cái giọng này cũng không có quen. Đó, thì cái tay trái của bà Năm là đang vịnh trên cái thúng, còn cái tay phải là cầm đèn. Nhưng mà bà Năm không có quay mặt lại. Tuyệt đối không quay mặt lại. Bà bước bà đi mấy bước nữa đó thì đi theo. Bà Năm ơi, bà Năm. Sao bà Năm không dừng lại, bà Năm con kêu bà Năm mà bà Năm không dừng lại. Cái tự dưng cái bà Năm bà nghe cái tiếng này sao mà trời ơi nó giống như cái người sống quá chứ đâu có kiểu ma mị gì đâu. Không lẽ là đứa nào đó nó đi đêm nó làm cái công chuyện gì, giờ nó gặp mình nó kêu lại. Thì không biết làm sao tâm trí của bà Năm cứ phải dừng lại để là nghe con nhỏ này nói cái gì. Cái bà Năm mới quay mặt lại. Thì khi mà bà quay mặt lại, bà gặp một cái người con gái đang bồng một cái đứa con còn đỏ hỏn. Mà giống y chang người sống luôn nha. Mặc cái bộ đồ thì cái kiểu là cái bộ bà nâu vậy đó. Không khác gì người sống hết trơn. Mặt ngoài cũng xinh xắn đẹp, nhìn nó là lưỡi hiền lành lắm. Cái bà Năm bà thở phào ra cái. Bà nói trời ơi, đứa nào vậy? Bay con cái ai mà giữa đêm giữa hôm chồng bay đâu bay đi một mình vậy? Bà Năm ơi, con á, con ở xóm đằng kia kìa. Tức là nó nói là ở không phải ở xóm này. Tết nhất rồi, nhà con không có bánh chưng, mà con không có tiền. Bà Năm cho con cái đi, con để dành con cúng Tết. Con đi theo, con xin bà Năm mà con lợi nhà bà Năm thì bà Năm bà đi rồi, con đi theo. À, thì nghe nói tới đây cái bà Năm bà động lòng, bà nói trời đất ơi cũng tội. Thằng con gái con lứa nhìn cũng còn trẻ, chừng hai mấy 30 tuổi à. Bồng con đỏ hỏn vậy đi xin cái bánh thôi, cũng gian quê với nhau, cực khổ với nhau, thôi thì cho nó cái bánh. Thì bà Năm bà mới đỡ cái thúng xuống. Bà đỡ xuống dưới, do là bà có đèn mà các bạn, cho nên là bà dòm được, bà rõ ràng, bà thấy là chân vẫn đụng đất bình thường chứ không có hỏng đất không điếc gì chứ. Cái bà mới lấy cái bánh. Bà lấy cái bánh bà lại bà cho. Thì cái cô gái này mới nói á, bà Năm để ở dưới đó đi, rồi con lấy. Con bồng con đâu có lấy được. Thì bay bồng khéo khéo một chút, bay bồng một tay còn tay bay lấy. Hồi đó tao bồng con, tao chưa có con nhưng mà tao sinh con nuôi á, là tao bồng con, tao cũng bồng vậy đó, có sao đâu bay ơi. Mà con dở bà Năm ơi, con làm không được, bà Năm để đó đi. Cái thấy vậy thôi bà Năm bà cũng chiều. Thì bà mới lấy cái bánh bà để gần cái vị trí cô gái này đứng. Và bà mới nói theo kiểu là bà để thì bà cũng sợ dơ các bạn,
cho nên là bà lụm mấy cái lá xung quanh đó, bà đắp xuống dưới trước rồi bà mới để cái bánh lên. Bà để lên rồi cái bà mới nó lên tiếng là bà không có dòm cô gái nha, cũng cụi cầm cụi bứt lá và để như vậy đó. Rồi bà mới nói trời đất ơi, sao ban đêm giữa hôm vậy nè, muốn xin cái gì sao không kêu chồng bay đi xin, mà bay đi xin vậy lạnh lẽo thấy mồ, con đâu có lạnh bà Năm. Ừ thì bay không lạnh, nhưng mà mai mốt á kêu chồng nó dắt đi. Trời ơi, mày không lạnh nhưng mà con bay nó lạnh sao? Con ơi con, bà Năm nói con lạnh kìa, con có lạnh hay không con trả lời bà Năm kìa con. Trời đất ơi, cái đá nhỏ đang nhõng trên tay vậy đó các bạn, thì tóc ngang nó nhảy xuống, nó đỏ hỏn à nghe, nó nhảy xuống rồi nó mới dòm vô bà Năm, nó cự sạc 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 các bạn. Trời ơi, bà Năm kêu bằng bà lết không chứ bà không còn chạy nữa, bỏ bánh bỏ nước gì bà lết gần tới nhà bà Tư, thì cái nhà bà Tư là gần nhất. Bà lết tới đó rồi cái bà mới la lên ớ được mấy tiếng á. May mắn là cái đó cũng gần Tết rồi, cho nên là mọi công việc phải thức sớm để mà hoàn thành cái công việc của mình. Gia đình bà Tư mới hay chạy ra thì kéo bà Năm vô nhà. Bà Năm lúc này là bà không dám cởi luôn, nhưng mà ông Tư bà Tư dòm vô cũng biết rồi. Đợi cho trời sáng rồi nhóm người mới đi lại đó lấy bánh lợt của bà Năm lại đó. Bà Năm mới lấy bánh xong thì cái bánh á mà bà để trên cái lá các bạn, nó cũng vẫn còn đó nha, nhưng mà nó thiêu, vẫn còn ở đó mấy tiếng hồ thiêu. Mà trong khi những cái loại bánh này á là trưng ngày qua ngày chưa sao nữa, đợi mấy tiếng hồ thiêu là biết rồi, không có dám đụng vô cái bánh đó nữa. Thì bà Năm bà dời rồi bà cũng đâu có dám kể. Mãi sau này khi mà nghe trời đánh dầm dầm vậy đó, rồi đốn cây vú sữa xong, rồi cả tháng mấy nay là người ta cũng đi qua đi lợi bình thường, không ai bị nhát nữa, thì bà Năm bà mới cởi da. Đó, thì bà Năm bà cởi da vừa xong mà các bạn, thì cỡ chừng là một tuần lễ sau đâu tới công chuyện liền các bạn. Bữa đó là cái người bị á là bà Tư, là mẹ của cô Ba Thiệp á. Bữa đó hai mẹ con cũng biết là ở đây rồi, xong rồi, không có chuyện gì nữa trơn rồi. Cho nên là hai mẹ con làm ban đêm ban ngày làm bình thường, đi qua lại bình thường. Nhưng mà tới bữa đó đó thì bà Tư bà đi trước. Còn cô Ba Thiệp á, cổ đi sau, nhưng mà đi gần tới cái chỗ mà cây gòn này nè, đi qua cây gòn tới nhà mình đó. Thì lúc đó cũng cỡ 8 giờ mấy, gần 9 giờ tối. Thì hai mẹ con đi á là cô Ba cổ cầm đèn, cổ đi sau, cổ có đi xe mà cổ cầm đèn. Còn bà Năm thì bà quá quen, xin lỗi các bạn, bà Tư á, bà quá quen cái đường rồi, cho nên bà đâu có cần. Không đèn, cái đèn giả phía sau bà cũng đi được rồi. Nhưng mà tới cái chỗ gần cây gòn thì nói gì nói, cô Ba khi đó vẫn còn nhỏ tuổi và rất là sợ. Cái cô Ba mới nói với bà Tư á, má ơi, má cho con đi trước đi, sẵn con có đèn con dội sáng cho má luôn. Cái bà Tư bên đó, con đi trước đi. Cái cô Ba cổ mới đi ra trước, cổ đi thì cổ cách mẹ mình ở phía sau chừng 2 thước à. À cổ mới đi, cổ đi như vậy, cái cổ mới nói mẹ ơi, đi nhanh về nhà mẹ ơi. Thì là theo cái kiểu như cô Ba cổ sợ, cổ muốn đi nhanh cho qua khỏi cái chỗ này. Nhưng mà cổ hỏi 2 tiếng như vậy á thì bà Tư bà không có trả lời. Thường thường là hỏi là bà Tư trả lời à, mà sao bữa nay không trả lời. Thấy vậy á là cô Ba cổ mới quay mặt lại cổ dòm. Cổ dòm thì cổ tá quả, bà Tư bà té bà xỉu ở đời nào các bạn. Nãy giờ té xỉu mà cô Ba không hề hay. Cái cô mới hết hồn hết vía, cô chạy lại, cô cố gắng là cô la lên, cô la sùm lên mà không ai nghe chứ. Cách 100 mấy chục thước không ai nghe. Ban đêm ban hôm 100 mấy chục thước nghe, la là cũng nghe đó, mà không biết sao không ai nghe chứ. Cái cô Ba còn trẻ mà, cho nên là cổ quýu quá trơn, cổ hết biết làm sao, không lẽ bỏ mẹ mình ở đây. Cổ mới chạy ra một đoạn thôi, thay vì chạy thẳng về nhà thì cổ không có chạy. Cổ chỉ chạy ra một đoạn có chừng 50 thước á, là cũng như cũng dòm ngược lại, cũng thấy mẹ mình nằm ở đó đó. Cái cổ mới la lên, cổ la lên là tía ơi, anh hai ơi, cứu mẹ, mẹ xỉu. Thì may mắn là chạy ra ngoài đó la, thì trong nhà ông Tư với lại chú Hai nghe, là hai cha con mới sọc chạy ra thì mới khiêng bà Tư về. Khiêng bà Tư về là cứu tỉnh, là đâu cũng chừng là 20 phút sau bà Tư mới tỉnh dậy á. Thì hỏi bà sao thì bà cũng nằm trên giường, bà thều thào và bà kể nghe, chứ không phải là lần này bà giấu nữa. Bà nói trời đất quỷ thần ơi, cái lúc mà con Út nó đi ngang tôi rồi đó, tôi cách nó có chừng 2 thước à, thì trời đất ơi, mẹ con ma. Bà Tư nói là mẹ con ma.
nó xuất hiện, nó xuất hiện ở giữa, nó xô tôi té bật về phía sau, tôi choáng váng mặt mày và tôi xỉu luôn. Cái tay nó bồng con còn tay nó xô tôi. Cái sự việc mà cái vong hồn người mẹ và đứa con tưởng chừng là bị ông trời ông đánh rồi, mà ai có ngờ đâu bây giờ lại tiếp tục bị, mà cái người bị lại là bà Tư nữa. Thì bà Tư bà cởi ra xong nha các bạn, cái bà mới ngủ một giấc ở nhà, cũng canh bà vậy đó, ngủ giấc tới sáng. Cái cũng thuốc thang này nọ uống cũng không hết, mà đem ra ngoài đó cúng cũng không hết. Là 3-4 ngày trời rồi bà Tư bà cứ nằm ở trên giường bà than nhức mỏi hoài. Sao mà nó nhức cái chỗ cái vai, rồi nó nhức ở chỗ cái đầu gối của bà, rồi nó nhức xương sống của bà, nhức quá nhức. Mà cái bữa xô á, là nó xô ngay vai của bà Tư á. Rồi cũng cúng kiến này nọ, đem đồ ra đó, lớp nào cá, lớp nào gà, cúng kiến 3 ngày trời luôn mà cũng không hết là không hết. Cái chú hai, ông xót mẹ quá. Ông xót mẹ quá trời luôn. Cái ổng mới ngồi đó ổng canh, mà ổng tức với mình như lắm rồi. Cái bà Tư bà đang ngủ, bà ngủ cái tự nhiên bà mớ. Bà mớ bà thấy là vong của hai mẹ con á, nó không còn đứng trên cây vú sữa nữa, mà nó đứng ở chỗ cây xoài á. Cây xoài cách cây vú sữa như 10 thước đi vô đó. Nó vô con trên đó đó. Thì trong cái giấc mơ á, là bà Tư bà thấy là bà đi ra đó, hai mẹ con nó đứng trên đó, nó chồm xuống, nó chụp bà. Thì bà sợ quá bà mới la lên. Thì bà ớ gì đó, chú hai kêu bật dậy. Cái bà tỉnh dậy bà kể là kêu bằng lúc này á nha, chú hai là cũng gần sáng rồi, ông im không nói. Tới sáng sớm rồi á nha, cái ông mới ra ông kể. Ông kể người này người kia nghe. Là ông lúc này là ông không sợ gì hết trơn rồi, ông xót mẹ quá rồi, ông kể. Ông kể rồi thì kêu bằng là ông hai, ông ba, rồi bà năm, thậm chí những cái người mà trước đó đã kể là khi mà đi ra đó gặp sao sao, người nào là rung mình hết. Tại vì hồi nào giờ cái vong hồn của người mẹ và người con nói là nhát xong rồi là nó không cho kể. Còn bà Tư nè, bà bị cũng đơn giản thôi. Nhưng mà khi mà bà kể rồi là bà nằm liệt giường 3 ngày nay. Cúng kiến cỡ nào cũng không hết. Thuốc thang cỡ nào cũng không hết. Là ông hai, ông ba, rồi bà Tư với những người mà đã từng kể rồi đó. Thì người nào người nấy sợ các bạn, tự động sợ liền. Trời trời, bà Tư bà kể ra giờ bà bị như vậy, giờ có khi nào tới phiên mình không trời. Đương nhiên người nào cũng lo tâm lý mà các bạn. Đó thì lúc đó đó, chú hai ông ra ông cởi xong rồi tới trưa á, ông lựa ngay đúng giờ linh luôn. Ông xách cái búa ra. Tại vì ông nghe mẹ ông mớ là cái vong của mẹ con đó đó ở trên cái xoài. Thì có nghĩa là bây giờ cái cây gòn, cái xin lỗi các bạn, là cái cây vú sữa đó đã bị đánh rồi, thì cái cây xoài này nó ngủ như cây xoài. Ông kêu bằng ông cầm búa ông xách ra, ông đi mình ên vậy đó. Ông ra ngoài đó ông chặt bụp bụp bụp, ông đốn cái xoài á. Ông nói mày hại mẹ tao hả? Tao đốn cái xoài này luôn cho mày hết chỗ mày ở luôn. Mày hại mẹ tao hả? Mày buông ra chưa? Mày buông ra chưa? Thì theo như cái ý của chú hai là ông vừa chặt, ông vừa kêu là không được phá mẹ ông nữa. Thì cái lúc mà chặt như nào ông đứng ông chặt bụp bụp, tức giận mà chặt rất là mạnh. Thì ông chặt sao đó thì nó bị gãy cái căn búa, không biết là tại gì. Gãy căn búa hay là cái vong nó làm các bạn. Thì gãy căn búa thì may mắn là cái lưỡi búa là nó đã ghim vô cái sòi rồi. Còn cái căn búa thì nó gãy mà do ông cầm hai tay ông chặt như nè. Cho nên cái giờ cái gãy căn búa rồi cái mắt cái thế. Cái đầu gãy của căn búa đó là bằng cây đó, nó đâm xuống cái chân ổng. Nó cũng chỉ què qua là chảy máu chút ít thôi, chứ không phải là sâu đâm vô tới xương gì, cũng vậy thôi. Ông mới tức mình quá cái ông giục cái căn búa. Giờ ông mới gỡ cái lưỡi búa, ông đem về để ông lấy cái búa khác ra. Nhưng mà cái lần thứ hai ông lấy cái búa khác ra là ông mới bước ra khỏi cái sân à. Bà Tư bà kêu lại, ông cũng mẹ đợi con, ông đi luôn. Ông bước hai bước nữa ông té cái bịch. Ông ôm cái chân ông lăn qua lăn lại ông đau. Lúc đó ông Tư cũng ở phía sau nhà, rồi cô ba cũng ở trong nhà là mới chạy ra là dìu vô chứ không có đi nổi. Lúc này thì mẹ nằm bên, con nằm bên các bạn. Mà lạ nha, ông Tư giờ thầy thuốc rồi nữa, người ta lợi người ta coi, người ta xem xét cái chân á, là nó bị giống như là chảy máu chút đỉnh nè. Mà không hiểu sao mà chú hai ông ôm cái chân ông đau nhất ông chịu không nổi. Ông nói như là cái kiểu là ai mà lấy búa mà đập vô cái chân ổng vậy đó. Thầy thuốc gì cũng bó tay, kêu cúng. Cũng cúng mà cúng cỡ nào cúng 3 ngày sau không hết, mẹ không hết mà con không hết. Lúc này là ông Tư là bắt đầu là ông đi nhờ người ta đi kêu thầy vậy đó. Nhưng mà cái thời buổi chỗ đó thì không có thầy.
phải đi xa kiếm này nọ, thì ông thầy chưa kịp về nữa các bạn. Thì người ta cũng biết là chú hai do là sót mẹ cho nên là da chặt cây sồi và bị cái dông đó nó hành. Chứ bị có chút xíu vậy mà ôm cái chân đau hoài, bầm tím chỗ đó chứ không hết. Thì qua tới cái đêm thứ tư, kể từ khi mà ông chú hai ông chặt cái cây sồi đó tới cái ngày thứ tư đó, thì cái bữa đó giấc chiều mưa lớn dữ lắm, mưa cho tới là 6-7 giờ tối, đánh dầm rầm rầm ngoài đó nữa, đánh tét cái sồi luôn các bạn, đánh đâu là 3-4 tiếng vậy đó nha, nghe rầm 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 vậy. Mà lạ một điều, đánh rầm rầm xong là sáng bữa sau á, chú hai hết, mà bà tư bà cũng hết luôn. Là cái kiểu là lần này đánh trúng thiệt rồi các bạn, chứ không phải là còn như lần trước. Lần trước thì người ta tưởng là đánh rồi, nhưng mà ai ngờ đâu, kiểu mà cũng tránh né gì được đó. Cái qua là cũng mấy tháng trời mới nhát chứ, một tháng mấy, gần 2 tháng trời mới nhát chứ đâu phải là nhát liền đâu. Mà nhát rồi cái đồ hành bà tư, rồi hành chú hai, khiến cho mấy cái người đã cởi ra rồi, người nào mà nấy rung lần bật hết chứ. Thì cái đêm nay đánh rầm 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 là sáng người ta ra, ngay cả ông chú hai cũng giật mình luôn. Sáng ông ra theo kiểu thói quen mà, ông thấy bà con ta đi ra được, ông nhóm nhóm cái chân, ông nhóm tự nhiên thấy khỏe quá, mặc dù nó cũng còn hơi bầm bầm nha, ông thấy sao khỏe quá cái ông bước xuống đi được luôn. Còn bà tư cũng vậy, bà tư cũng ngờm chờm chờm người ngồi dậy, cái gì vậy con, cái gì mà người ta đi đông dữ nè, có khi nào xét đánh tấm hôm đánh trúng cái dòng hồn hai mẹ con nhỏ đó không, thì cũng nói vậy đó. Cái bà ngồi dậy bà ngồi được, thường thường á mấy bữa trước bị là ngồi dậy là phải có người đỡ, mà chỉ ngồi thôi chứ đi đứng là không có cửa rồi. Vậy mà bữa nay bà tư bước xuống đi, rồi chú hai bước xuống đi, mà trong nhà ai nấy cũng giật mình đó chứ. Tới chừng đi ra ngoài đó thì thấy cây sồi nó bị đánh tét mà nó ngã luôn, chứ không phải là giống như cây vú sữa mà còn nửa cây đâu, ngã luôn đó. Thì lúc đó đi ra người ta cũng chặt cây, mà lần này là hết luôn đó các bạn, kể từ cái lần mà đánh lần thứ hai là hết luôn rồi đó, chứ không có còn nữa đó. Thì cái đó là cái câu chuyện mà cô Ba Thiệp đã kể về gia đình mình, cũng như là hàng xóm chứng kiến cái việc đó, rất là ghê. Câu chuyện khá là hay và hấp dẫn. Cảm ơn cô Ba Thiệp đã gửi cho con cái câu chuyện của chính bản thân cô. Còn bây giờ thì Bảo xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.